Hallelujah, cảm ơn Chúa và xin chào các bạn. Đây là một cái video mà mình muốn chia sẻ về lời cầu nguyện nào là lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời lắng nghe. Đôi khi ấy, chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài, nhưng chúng ta không biết là Chúa có thật sự lắng nghe cái lời mà ta cầu nguyện không, và cái lời cầu nguyện đó có đến được với ngôi của Ngài không. Thì đây là cái bí quyết khi chúng ta muốn làm nhiều, thật nhiều một việc gì đó, trước tiên phải làm đúng việc đó trước đã. Đôi khi chúng ta cứ mãi miết trong cuộc đời này, làm một việc rất nhiều lần, và chúng ta cứ nghĩ rằng làm nhiều thì sẽ thành làm đúng, nhưng không phải đâu. Nếu như các bạn sai nguyên tắc từ ban đầu, sai từ ngay cái nền móng ban đầu, thì mãi mãi nó sẽ là sai khi các bạn nhiều hơn, cao hơn và lâu hơn. Không bao giờ là đúng. Cho nên khi các bạn bắt đầu làm việc gì đó, hãy đảm bảo bạn đang làm đúng điều đó ngay từ đầu. Cho nên khi các bạn bắt đầu làm việc gì đó thì hãy nhớ các bạn đã làm đúng cái điều đó ngay từ đầu, để sau này các bạn không phải phá đi toàn bộ và làm lại. Thậm chí là phải ăn năn rồi đi sửa đổi tất cả những sai trái đã làm. Và video này mình muốn chia sẻ với các bạn về lời cầu nguyện nào là lời cầu nguyện mà Chúa lắng nghe. Với cái chức vụ là một tiên tri của Chúa, là người nói, là phát ngôn của Chúa, là người nói ra những điều ở trong lòng của trời. Nhưng Lộc nói thật với các bạn, Lộc rất ít khi cầu nguyện với Chúa. Và khi mình cầu nguyện với Chúa ấy, thì mình thường cầu nguyện nhiều nhất là bài cầu nguyện chung mà Chúa Giêsu đã dạy. Vì thực ra đối với bản thân Lộc, thì nếu như Chúa muốn dạy điều gì và muốn nói điều gì với Lộc thì Chúa sẽ đến và nói. Chứ không phải là cứ lao mặt vào cầu nguyện thì Chúa sẽ đến thì Chúa mới nói. Không phải như vậy. Mà Lộc cảm nhận được Chúa muốn nói gì thì Chúa sẽ phán thôi. Điều đó để cho các bạn biết rằng Lộc quan trọng đến tính hiệu quả hơn là thời gian cầu nguyện. Tính hiệu quả cho sự cầu nguyện hơn là thời gian cầu nguyện. Nếu như các bạn cầu nguyện đúng cách và cầu nguyện hiệu quả, cầu nguyện được Chúa nhậm lời, thì các bạn chỉ cầu nguyện một lời, nói một câu thôi, nói một lần thôi, thì điều các bạn ao ước, điều các bạn mong muốn Chúa làm, Chúa liền lập tức làm được luôn. Thế còn trường hợp mà các bạn đã cầu nguyện sai, các bạn đã cầu nguyện sai cách, thì các bạn có cầu nguyện mãi Chúa không trả lời được. Lộc biết khi các bạn học ở trong trường Kinh Thánh này, học ở hội thánh này, học ở các lớp bồi linh này, các bạn sẽ thấy là các mục sư sẽ giảng dạy như thế này. Đó là các bạn phải cầu nguyện thật nhiều. Bởi vì cầu nguyện là tham gia vào cuộc chiến thuộc linh. Cuộc chiến thuộc linh có nghĩa là gì? Đó là khi các bạn cầu nguyện là các bạn đang kêu gọi Thánh Linh hành động, kêu gọi Thiên Sứ của Chúa hành động để chiến đấu lại với cái kế hoạch của ma quỷ và phá hủy kế hoạch đó. Và ma quỷ bị phá hủy kế hoạch thì chúng sẽ bị thất bại, và hội thánh sẽ là những người đắc thắng. Điều đó là đúng và họ cầu nguyện nhiều. Thì mình nói với các bạn nó là như thế này. Khi bạn cầu nguyện như vậy, tức là cầu nguyện trường, cầu nguyện nhiều, đó là cầu nguyện theo khải tượng, hay là cầu nguyện theo khải thị, hay là cầu nguyện tham gia cuộc chiến, thì đó mới là cầu nguyện trường và cầu nguyện nhiều. Ví dụ sắp tới mình sẽ tổ chức một cuộc truyền giảng với quy mô là 1.000 người tại thành phố Hải Phòng chẳng hạn, tại quê hương của mình. Và khi kế hoạch này được lên kế hoạch, định ngày, định giờ, địa điểm, cũng như là xin phép giấy phép chính quyền, nhưng không phải là sẽ dừng ở đó, đúng không? Không phải sẽ dừng ở đó, mà chúng ta đang bắt đầu một cuộc chiến. Khi chúng ta chuẩn bị làm cuộc truyền giảng đó, thì thế lực ma quỷ sẽ cũng làm cuộc truyền giảng của nó, đúng không? Cuộc truyền giảng của nó. Nó sẽ khiến cho người ta sẽ bận vào ngày hôm đó, nó sẽ khiến cho người ta buồn vào ngày hôm đó, nó sẽ khiến cho người ta quên ngày hôm đó đi. Đó. Rất nhiều cớ để ma quỷ làm cho cái kế hoạch mà Chúa muốn ta thực hiện ngày đó nó sẽ bị hỏng, đúng không ạ? Bởi vì ma quỷ là kẻ quấy rối, vì ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt, nó không muốn ai được cứu vào thiên đàng cả. Cho nên các bạn hiểu là
Khi các bạn cầu nguyện trường, cầu nguyện dài là chúng ta cầu nguyện cho cái việc sắp đến đó phải được tốt đẹp hơn, phải được hoàn thiện đúng cái cách mà Chúa muốn. Còn nếu như chúng ta không chuẩn bị gì để ra trận, đúng không? Thì chúng ta sẽ thất bại. Thế cho nên là cái cách cầu nguyện, cho nên là cách cầu nguyện trường, cầu nguyện nhiều, cầu nguyện dài, cầu nguyện lặp lại đi hàng ngày, thì đó là các bạn hiểu là cầu nguyện theo khải tượng. Ok, đó là các bạn hiểu hiểu về cái đó, là các bạn hiểu là tại sao phải cầu nguyện nhiều, cầu nguyện trường, cầu nguyện dài. Rồi thứ hai các bạn sẽ hiểu đó là mục sư hoặc người nào đó sẽ dạy các bạn là chúng ta nên cầu nguyện là buổi sáng khi thức dậy, thì đó là điều rất tốt, đúng không? Hoặc là cầu nguyện 2 lần một ngày, hay là cầu nguyện 3 lần một ngày, hoặc là khi các bạn trước khi làm việc gì đó thì các bạn nên cầu nguyện với Chúa, thì đó là một cái điều tốt, nó được tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn áp dụng điều đó là máy móc, một cách máy móc, thì đó cũng sẽ là không tốt. Bởi vì Đức Trời không thích nghe những con rối và nghe những máy móc cầu nguyện. Đôi khi chúng ta biến mình và biến cái cách cầu nguyện ta thành máy móc. Mục sư bảo là phải cầu nguyện buổi sáng, nó tươi mới, vì lúc đó các bạn mới thức dậy, đúng không? Đầu óc các bạn đang sạch, chưa có một cái việc gì nó ập đến cả, đúng không? Thì các bạn đang rất là sạch lúc đó, thì là tâm trí các bạn khá là ít cái tạp niệm ấy, thì các bạn đến với Chúa nó sẽ được thuần khiết và nó nhanh hơn. Thì chúng ta nên cầu nguyện buổi sáng, ok, đúng không? Nhưng mà đôi khi mọi chiều người ấy cứ máy móc là đúng 6 giờ sáng tôi đặt báo thức tôi dậy, mặc dù hôm đó các bạn đang rất là nhiều việc, hoặc là các bạn nhà các bạn đang có vấn đề, hay là các bạn đang phải giải quyết rất nhiều công việc, rồi các bạn làm mệt mỏi từ ngày hôm trước, hoặc là các bạn đang như thế nào đó, nhưng mà các bạn vẫn làm cái điều đó. Đôi khi nó chỉ thể hiện cái cam kết của bạn thôi, nó chỉ thể hiện cái gọi là đúng giờ đúng quy định thôi, nó không có hiệu quả trong tính chất công việc. Đôi khi Đức Trời muốn hiệu quả chứ không phải là đến với Chúa đúng giờ đúng điểm. Thực ra thì Chúa không thích cái điều đó lắm, Chúa thích cái điều gì nó tự nhiên hơn là máy móc. Thế này các bạn phải nhớ là cái sắp đặt lịch sử cầu nguyện. Thế là mình nói để chứng minh đó là cái điều mà Chúa muốn ấy, là cầu nguyện đúng và cầu nguyện hiệu quả, chứ không phải là cầu nguyện nhiều hay cầu nguyện lặp lại. Tôi cầu nguyện kiêng ăn hay tôi thế này thế kia, nó không phải như vậy. Mà Chúa muốn là chúng ta cầu nguyện đúng, cầu nguyện hiệu quả, vừa phải thôi. Thực ra đôi khi Chúa cảm thấy phiền toái khi các bạn quấy rầy Ngài, vì các bạn không biết điều gì là Chúa muốn nghe hay không, Chúa muốn hay không. Thật sự như vậy. Các bạn cứ đọc trong Kinh Thánh nhé. Các bạn sẽ thấy là nhân vật cầu nguyện nhiều nhất trong Kinh Thánh sẽ là Daniel. Cầu nguyện một ngày 3 lần, y thường làm. Thực ra thì ông cầu nguyện như vậy là vì ông là một tiên tri, là ông cầu nguyện cho sự tự do của đất nước lúc bấy giờ. Lúc đó là ông biết được cái kế hoạch của Chúa, là Chúa sau này sẽ dẫn dân Ngài về, đúng không? Vì dân Chúa lúc đấy đang bị lưu đày, thì ông cầu nguyện cho cái điều đó, nên ông cầu nguyện trường một ngày 3 lần để chuẩn bị cho kế hoạch đó, để ma quỷ không chống đối, để dập tắt cái kế hoạch của ma quỷ điều đó. Và cũng như là ông nhìn thấy những cái điều mà Chúa sẽ chuẩn bị làm, rồi ông cầu nguyện và thiên sứ cũng đến để làm cái điều đó và nói chuyện với ông khi lời cầu nguyện được nhậm. Và các bạn cũng biết là trong Daniel cũng có một câu chuyện, đó là khi thiên sứ đến gặp Daniel, thiên sứ nói là nhờ ngươi cầu nguyện tuần tự nhiều ngày như vậy thì ta đã đến được với ngươi, mặc dù là cũng đến muộn, mất 40 ngày. Đôi khi chúng ta thấy là sự cầu nguyện mà ta không cầu nguyện nhiều, không tuần tự, không biết cách, thì ma quỷ sẽ ngăn cản, đúng không? Đôi khi cái điều mà Chúa muốn ban ta nó không đến được với chúng ta. Và đấy chính đó là chính, và đó là chính, đó là chính thiên sứ đã xác nhận điều đó, chính thiên sứ của Chúa đã xác nhận điều đó. Và thầy biết là lúc đó là, nhưng các bạn nhớ này, đó là lời cầu nguyện về khải tượng, hay là cầu nguyện về chương trình, hay cầu nguyện về cái kế hoạch sắp xảy ra. Thế nhưng còn các bạn không có kế hoạch gì cả, các bạn không có một cái chương trình gì cả, không có một cái dự định gì cả, mà các bạn chỉ cầu nguyện, và xong rồi các bạn cầu nguyện trong sự tự do, trong sự mông lung, trong sự tự do, trong sự không có kế hoạch, không có sắp xếp, và các bạn nói tiếng lạ nữa, nói tiếng lạ rất là nhiều, và các bạn bảo là đó là thuộc linh, đó là mạnh mẽ, đó là nóng cháy, nhưng đó không có giá trị gì đâu, nó thật không có giá trị gì đâu, bởi vì đó chỉ là các bạn đang cố gắng che nấp đi cái sự mất phương hướng của các bạn không hề có kế hoạch gì cả,
mất phương hướng, không có phương hướng nào cả. Đó không phải là một lời cầu nguyện tốt và là một lời cầu nguyện hiệu quả. Đó. Lời cầu nguyện hiệu quả sẽ gồm hai yếu tố. Lời cầu nguyện hiệu quả sẽ gồm hai yếu tố mình muốn áp dụng, muốn nói cho các bạn. Đó là lời cầu nguyện của một người công chính. Và lời cầu nguyện hiệu quả thứ hai, đó là lời cầu nguyện của người có niềm tin. Có người có niềm tin. Thế thì người cầu nguyện công chính sẽ như thế này. Đó là đôi khi các bạn sẽ thấy trong cuộc đời này có những người theo Chúa, hầu Chúa rất là lâu năm và họ là người công chính trước mặt Chúa. Họ người công chính thật, như Job chẳng hạn. Như Job chẳng hạn. Đấy. Công chính thật nhá, mình không nói là công chính giả rồi, công chính thật. Nhưng họ như Job. Như Job. Và họ gặp một cái vấn đề trong cuộc sống. Họ ốm đau bệnh tật. Họ rất là họ nguy nan trong cuộc sống. Và bắt đầu họ cầu nguyện. Nhưng các bạn nhớ này, không bao giờ khi gặp một vấn đề lan đến cuộc sống mà họ cầu nguyện một lần một phát ăn ngày đâu. Lộc nói các bạn này, lời cầu nguyện hiệu quả là lời cầu nguyện của một người công chính. Nhưng không có nghĩa là người công chính cầu nguyện một phát sẽ được ăn ngay. Thực ra trong Kinh Thánh Chúa nói này, những lời cầu nguyện của người công chính sẽ linh nghiệm nhiều. Linh nghiệm rất nhiều. Chúa nói như vậy. Và chắc chắn là như vậy. Vì người công chính là người rất gần Chúa rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là người cầu nguyện hiệu quả, tôi là người công chính, tôi là người có, tôi biết là cái lời cầu nguyện tôi rất hiệu quả, tôi là người công chính và các bạn cầu nguyện ít, không có chuyện đó. Đó là các bạn phải biết là điều gì cần cầu nguyện ít và điều gì cần cầu nguyện nhiều. Không phải điều gì các bạn cầu nguyện ít. Ở đầu video là khuyên các bạn là cầu nguyện hiệu quả hơn là cầu nguyện nhiều. Đấy. Nhưng các bạn phải biết này, không có nghĩa là cứ cầu nguyện hiệu quả thì các bạn lại không cầu nguyện nhiều. Mà chúng ta cầu nguyện hiệu quả và cầu nguyện đủ. Các bạn nhé, cầu nguyện đủ để Chúa đáp lời. Đây là cái bí quyết dành cho các bạn. Khi Abraham làm người công chính trước mặt Chúa, ông cầu nguyện cho Lot. Đó. Ông cầu nguyện cho Lot và cho thành Sodom và Gomorrah. Cầu nguyện cho thành Sodom và Gomorrah cho Lot. Thì khi các bạn thấy không? Ông có thể xin Chúa một phát luôn. Ông xin Chúa là nếu như trong thành này có 5 người công chính thì Chúa cũng chỉ xin Chúa đừng diệt cả thành. Ông có thể cầu nguyện như vậy và Chúa sẽ nhận lời ông luôn. Đúng không? Ông có thể xin Chúa phát như vậy luôn. Xin Chúa tha thứ thành đó nếu như trong thành đó có 5 người công chính. Biết đâu khi ông cầu nguyện một phát ăn luôn như thế thì chưa chắc Chúa đã nhận lời. Các bạn hiểu không? Người công chính ấy, là người biết cầu nguyện tịnh tiến. Khi Môi-se lên núi và ăn năn cho dân sự cũng vậy. Môi-se quỳ xuống xin Chúa đừng diệt dân sự này. Đừng giết dân sự này. Chúa nói là Môi-se con cứ gian ra ta sẽ diệt dân sự này. Nhưng Môi-se xin Chúa đừng diệt dân sự này. Nhưng mà Chúa không chấp nhận. Và bắt đầu ông ấy giảm xuống xin Chúa tha thứ vì con đã dẫn dân này ra đây vì danh Chúa thế này, nếu mà Chúa diệt họ thì người đời sẽ nói rằng là ô Chúa lôi họ ra sa mạc và giết họ đi. Đấy, ông nêu rất là nhiều vấn đề, nếu mà Chúa diệt họ thì không có lợi gì cho Chúa cả. Nhưng mà rồi Chúa vẫn diệt và Chúa đã hiểu được cái điều và Chúa bắt đầu nguôi cơn giận. Và Chúa đã giảm nhẹ cái hình phạt của Chúa. Chúa không diệt hết toàn bộ mà Chúa diệt khá khá. Xử phạt khá khá. Thì đây mình muốn nói các bạn đó là gì? Lời cầu nguyện của người công chính sẽ được chấp nhận. Nhưng mà có một số lời cầu nguyện sẽ được chấp nhận ngay. Nhưng không phải tất cả. À, nên khi các bạn cầu nguyện này cũng phải cần cầu nguyện nhiều. Và cầu nguyện hiểu là các bạn phải cầu nguyện có sự hiểu biết trong đó. Các bạn biết là Chúa muốn nghe lời cầu nguyện của người công chính ấy. Tức là các bạn biết là Chúa muốn là phải như thế nào thì Chúa mới đáp lời, phải như thế nào Chúa mới đáp lời các bạn nhé. Như ví dụ như là cầu nguyện để cho Lộc có một người yêu, có một người nữ, có một người vợ và có một hôn nhân. Đó, Lộc cầu nguyện để Chúa và khi nào cầu nguyện với Chúa đấy thì Chúa không hề nghe. Lộc biết là Chúa không nghe bởi vì là Lộc cầu nguyện quá nhiều, Lộc cầu nguyện bao nhiêu năm nay, gần chục năm nay về cái việc hôn nhân của mình, Chúa không hề nghe. Và đôi khi mình không cầu nguyện và khi mình không cầu nguyện thì Chúa lại đến Chúa nói là thế con không cầu nguyện cho hôn nhân của con à, thì mình lại bảo là Chúa có đáp lời đâu mà con cầu nguyện, thì Chúa lại nói là nhưng mà con vẫn phải cầu nguyện.
Thực ra thì đôi khi mình cứ cãi nhau với Chúa như vậy vì không hiểu, không hiểu. Và mình muốn nói với các bạn yếu tố thứ hai ở đây, nó là cầu nguyện niềm tin. Người công chính phải có niềm tin, và người có niềm tin sẽ được gọi là người công chính. Người công chính thì đơn giản thôi, người công chính thì chúng ta thì hiểu này, đó là người dù họ phạm bất cứ một tội lỗi nào, họ cũng sẽ ăn năn với Chúa, họ cũng sẽ dâng của tế lễ cho Chúa và xin Chúa tha thứ. Đấy là người công chính. Thế nhưng mà đôi khi Chúa xưng một người là công chính đơn giản vì họ có niềm tin. Đơn giản vì họ có niềm tin. Lộc thường giận Chúa, nói là con bây giờ lớn tuổi lắm rồi, con sắp 30 tuổi rồi mà Chúa không cho con một người yêu, không cho con biết là người yêu của con là ai, và không thật sự chỉ đường dẫn lối cho con. Nhưng mà Chúa không đáp lời, mà Chúa vẫn muốn là cầu nguyện. Ở đây Chúa muốn nói này, là Chúa muốn thử thách cái đức tin, cái niềm tin. Lời cầu nguyện Chúa muốn nghe là lời cầu nguyện của niềm tin. Nhưng nhiều người ngày hôm nay đấy không hiểu cái ý của Chúa. Con xin Chúa cho con nhà, con xin Chúa cho con ngôi nhà này, cho con mua được cái xe này, cho con điều này điều kia. Thay vì các bạn cầu nguyện xin xỏ xỏ suốt ngày ấy, bây giờ các bạn hãy cầu nguyện công bố. Bởi vì người cầu nguyện có niềm tin thì không phải xin. Chúa nói là nếu như ngươi có đức tin, hãy nói với ngọn núi kia, nó sẽ rời mình xuống biển, lấp biển cho ngươi. Không phải là các bạn làm, không phải là các bạn làm, không phải là xin Chúa cho con mua được căn nhà đó, mà ta cầu nguyện trong danh Jesus căn nhà đó nó phải thuộc về ta. Các bạn cầu nguyện và chiếm lấy, các bạn cầu nguyện và đón lấy, các bạn cầu nguyện và nhận lấy. Ngọn núi kia phải lấp biển cho ta, phải lấp biển, không được phép ở đấy nữa, nó sẽ lấp biển. Niềm tin nó không bao giờ được tạo ra ngay lập tức. Người công chính sẽ được tạo ra ngay lập tức. Rất đơn giản thôi, bạn đến với Chúa, con ăn năn tội lỗi với Chúa, ăn năn tội lỗi Chúa. Sau khi bạn ăn năn với Chúa, bạn là người công chính, được Chúa xưng người công chính bởi vì Chúa Jesus đã chết thay tội lỗi cho các bạn rồi. Nhưng người có niềm tin nó khác. Niềm tin nó không bao giờ đến ngay. Niềm tin không phải các bạn ăn năn hay là làm cái gì có mà nó có ngay được. Niềm tin đó là thử thách. Thế thì các bạn sẽ hỏi niềm tin là cái gì? Niềm tin thực ra nó là một cái điều gì đó mà bạn tin ở trong lòng bạn, nhưng mà ngoại cảnh không làm cho cái điều bạn tin đó bị lung lay hay bị xoay chuyển hay bị di chuyển được. Thực ra thì Chúa dạy lộc cái điều này ở cái việc hôn nhân, là ta đón nhận con với tâm lòng ăn năn và sự công chính, nhưng ta trách con ở vấn đề niềm tin. Đó là ngày xưa thì mình cầu nguyện là xin Chúa người phụ nữ yêu mến Chúa này, học thức bình thường thôi này, và xin Chúa người phụ nữ yêu thương con là được. Đấy. Sau đến khi mình cầu nguyện cái điều đó không nhận được, sau mình giảm thấp tiêu chuẩn trước, bảo tôi xin Chúa cho con nếm người nữ, dù là người đấy không tin Chúa cũng được, người nào cũng được, người ở đâu cũng được, hơn lớn tuổi hơn con cũng được, ít tuổi hơn con cũng được. Và thay đổi rất nhiều lần, không nhất quán trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện cái khoảng thời gian này, lúc vui thì cầu nguyện hưng phấn, lúc vui thì cầu nguyện chắc chắn, khi buồn, qua một thời gian rất lâu, rất dài, thì lời cầu nguyện tự dưng thay đổi. Chúa không biết là Ngài sẽ phải ban cho bạn điều gì. Thực ra là Chúa thừa biết là Ngài phải ban cho bạn điều gì, và Ngài, cái điều mà Ngài muốn ban cho bạn thì Ngài đã chuẩn bị từ khi các bạn chưa có trên mặt đất rồi. Từ khi bạn chưa có trên mặt đất, Chúa đã sắp đặt từng ngày tháng cho bạn rồi. Nhưng mà khi các bạn sinh ra trên đời này, các bạn lại cầu nguyện với một cách là không hề có niềm tin. Không hề có niềm tin mình đã bị cái điều này. Tại sao là Chúa cứ thử thách mình mãi cho đến bây giờ mình vẫn chưa đến được với hôn nhân của mình, chưa có hôn nhân này, bởi vì là mình cầu nguyện thiếu niềm tin. Tức là Chúa không biết là có nên đáp lời cái lời cầu nguyện của mình không. Mình sẽ rất là trở lên buồn cười nếu như Chúa đáp lời cầu nguyện của mình 1 năm trước, rồi lại cũng đáp lời cầu nguyện của mình của ngày hôm qua. Tức là 1 năm trước mình cầu nguyện con xin Chúa người phụ nữ như này, nhưng sau 1 năm tới đến ngày hôm qua mình lại thay đổi cái lời cầu nguyện đó. Nếu như Chúa đáp lời thì không biết là cái người vợ của mình nó sẽ như thế nào, hay là Chúa phải ban cho mình rất nhiều người vợ. Ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi các bạn cầu nguyện đẹp cầu nguyện này, cầu nguyện với Chúa,
Rõ ràng một mục tiêu thôi, mục tiêu đó có đừng thay đổi nhiều, đừng thay đổi gì cả. Cầu nguyện xin Chúa, người phụ nữ đó là người tin kính, người phụ nữ đó là người yêu mến Chúa và yêu mến con, là người đồng cảm của con với con, thì mãi mãi là như vậy. Thật ra Chúa không muốn thay đổi đâu, hay Chúa không muốn này đâu, mà đôi khi Chúa chỉ là thử thách, mà Chúa muốn thử các bạn thôi. Và các bạn hãy nhớ này, Chúa đã muốn ban cho bạn điều gì, Chúa chắc chắn sẽ muốn ban cho bạn điều đó, mặc dù bạn có cầu nguyện hay không, mặc dù bạn cầu nguyện bao nhiêu và cầu nguyện như thế nào. Chỉ điều đơn giản này là khi các bạn cầu nguyện thì các bạn sẽ nhận điều đó sớm hơn và nhanh hơn. Còn khi các bạn không cầu nguyện đúng cách, không cầu nguyện đúng, không cầu nguyện trong sự hiểu biết, thì các bạn sẽ nhận điều đó rất lâu, rất lâu. Ví dụ các bạn cầu nguyện là con sẽ lấy vợ, nhưng mà các bạn cứ cầu nguyện nay thế này thì mai thế khác, đáng nhẽ như sẽ lấy vợ vào tuổi 20 năm nhưng đến tuổi 30 mới lấy được chẳng hạn như vậy, do các bạn cầu nguyện thôi. Đáng nhẽ các bạn cầu nguyện là con xin Chúa cho con sự giàu có, sự vinh quang, sự vinh hiển trong cái công việc của con làm, giàu có và thành công, thì đáng nhẽ như Chúa ban cái điều đó và vào năm bạn 40 tuổi, nhưng mà các bạn cứ nay các bạn làm việc thấy mệt mỏi quá, nay nỗ lực thấy khó khăn quá, nay đi ra, tức là cái niềm tin bạn nó cứ sập sụp như vậy, thì đến 60 tuổi bạn mới nhận được đáng cái điều mà đáng nhẽ ra bạn được nhận sớm hơn. Đó là cầu nguyện công chính và cầu nguyện có niềm tin. Người công chính, người ăn năn tội với Chúa, người đảm đẹp lòng Chúa thì đã Chúa luôn đến gần và Chúa luôn lắng nghe rồi. Thế nhưng mà lại không có niềm tin, lúc nào cũng thay đổi cái tiêu chuẩn cầu nguyện, nó không rõ ràng với Chúa, làm Chúa rất là bực mình. Chúa rất là bực mình và Chúa thật sự là Chúa thật sự là đúng là Chúa rất là khó xử với chúng ta. Và đôi khi ma quỷ đã thấy chúng ta thiếu niềm tin như vậy, nó là cái cớ để ma quỷ nó sẽ tấn công vào. Nó tấn công vào nó vào con cái Chúa thế kia thì làm sao mà Chúa lại ra ấy cho nó như thế, nhìn nhận các bạn sẽ rất là khó. Không phải là Chúa xử phạt các bạn mà hay là Chúa ấy các bạn, mà là ma quỷ ở đó và kiện cáo. Còn phải nhớ, nên để tránh sự ma quỷ kiện cáo thì lời cầu nguyện của người công chính là chưa đủ, mà phải cần có niềm tin xác quyết không thay đổi. Đó là cái bí quyết mà mình chia sẻ với các bạn. Còn các bạn nào vẫn còn thắc mắc về cái việc cầu nguyện hiệu quả và cầu nguyện nhiều, cầu nguyện dài hay cầu nguyện thế này thế kia, và đặc biệt thắc mắc về cái cầu nguyện kiêng ăn tiếng lạ, thì hãy nhắn tin riêng cho mình. Bởi vì trong video này mình chỉ muốn nói về việc cầu nguyện hiệu quả mà thôi. Việc cầu nguyện hiệu quả đó chính là các bạn phải là người công chính trước mặt Chúa, làm đẹp bằng Chúa. Rất đơn giản thôi, hãy là ăn năn mỗi một ngày, đều ăn năn với Chúa và lời cầu nguyện sẽ luôn được lắng nghe. Thế còn khi các bạn cầu nguyện, các bạn hãy nhớ này, các bạn hãy biết này, Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện đó, nên đừng bao giờ thay đổi lời cầu nguyện. Đừng nay xin thế này mai gì khác, đừng ngày hôm nay thì xin kia morning, nhưng ngày mai tự dưng cảm thấy năng lượng hơn, cảm thấy hưng phấn hơn, các bạn xin Mercedes. Chúa sẽ rất là khó cho. Xin Mercedes thì chỉ xin Mercedes thôi, nhớ chưa? Xin nhà 4 tỷ thì chắc chắn là xin nhà 4 tỷ. Đừng nay xin nhà 4 tỷ, mai hưng phấn hơn xin nhà 40 tỷ. Thực ra Chúa cho bạn đúng cái lời bạn xin ấy. Bởi vì Chúa đã chuẩn bị rồi. Chúa đã chuẩn bị rồi. Nên các bạn hãy tùy lượng đức tin của mình, tùy lượng đức tin mà đón nhận đây. Thực ra Chúa không phải đứng khó tính đâu. Không khó tính và ngài không keo kẹt đâu. Bạn nhớ, Chúa không khó tính và Chúa không keo kẹt đâu. Chúng ta đến với Chúa cứ tự nhiên mà đến, tự nhiên mà đến với Chúa và nhất quán với Chúa. Tại sao Chúa lại cho người kia 5 tân lương, 3 tân lương, 1 tân lương? Vì Chúa biết. Chúa biết là người đấy khả năng ở đó là như thế. Nên các bạn phải có niềm tin một chút. Phải có niềm tin. Không lung lay trong lời cầu nguyện. Vì lời cầu nguyện của một người công chính đã là cầu nguyện rất được lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Và mong rằng mức độ thuộc linh, tầm vóc thuộc linh các bạn sẽ lớn hơn sau khi xem video này. Chúa đã đứng đáp lời mọi lời cầu nguyện của những người công chính. Chỉ cần bạn có niềm tin thì điều đó sẽ được thành. Hãy nhớ, một ngọn núi sẽ tự nó rời mình lấp biển. Bạn không cần phải làm điều đó. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn. Rồi, video.